À, xin chào mọi người, quay trở lại với kênh của Tính Nông Cơ. Ngày hôm nay em lên cho quý bà con đó là hai con mái của hàng bốn thì quý con ha, đó là xăng riêng và nhớt riêng. Thì những con này nồng của nó là 36 ly của Makita. À, bây giờ em sẽ giật nổ cho bà con xem trước nha. Bà con nhớ bóp nấm xăng lên ha. Rồi mình kéo e lên nè, rất là nhẹ nổ ha. Rồi bây giờ mình kéo e xuống ha, đóng e xuống ha, mở e lên như vậy ha. Đó, rất là nhẹ nổ luôn. Rất là mạnh. Rồi em qua con bên đây chú ý con xem nha. Rồi bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng con máy với quý con xem nha. Những con này là máy của hàng Makita nè. Đó, hàng riêng Nhật Bản luôn. M4 nè ha. Nó sử dụng cái tay lái bóp hệ nè quý con ha. Sử dụng tay lái bóp hệ nè, công tắc nằm trên đây luôn. Đó, cái ống cần tem còn rất là đẹp. Con này nó như mới quý con ha. Nó độ mới nó chắc khoảng gần 90% á. Này. Ống cần đầu tem mát còn đầy đủ ha. Rồi cái con này thì nó sử dụng cái loại tay ga chết quý con ha. Nó sử dụng cái loại tay ga chết. Đó quý con mình bấm cho là hình chết cho nó. Còn nó thì nó loại tay ga bóp. Nơi từng con quý con ha. Đi chang luôn, con này nó gắn cái bát cước hợp. Này quý con xem nha. Nó hàng riêng theo máy về theo máy luôn nè. Nó gắn bát cước hợp. Quý con mình rút mình bát cước dày á. Nó 36 ly thì cái nòng nó là to rồi quý con mình cắt nó là mạnh nha. Đó, những con này là của hàng riêng Nhật Bản luôn. Nè, nó có in cái mã Makita. Chữ Makita hôm nay quý con ha. Rồi này thì cái giá của con này 36 ly á, thì giá của con này là 2.250.000 nè quý con. Mình sẽ được kiểm tra hàng nè, mình được giật nổ rồi mình mới thanh toán tiền shipper như quý con ha. Mình được kiểm tra hàng, giật nổ cắt thử luôn quý con, mình được cắt thử luôn nha, rồi mới thanh toán tiền shipper. Cái này là xăng riêng nhớt riêng đó. Khi quý con chăm á, thì mình chăm cái chỗ nhớt này nè, mình chăm nó vừa phải như xe máy thôi, đừng quá ngập. Ngập thì nó tràn lên cái lồng á, nếu quý con mình giật xăng thôi không có nổ, nên mình cứ bảo dưỡng như xe máy. Mình cắt khoảng một tháng á, thì mình thấy hết nhớt thì quý con mình sẽ tiếp tục thì mình chăm nữa. Nhưng mà trước khi em gửi á, thì em sẽ chăm nhớt cho quý con. Quý con mình cắt khoảng tầm tháng cho quý con mình kiểm tra rồi mình chế nhớt bên kia. Còn nhiêu thì mình xài xăng thôi. À, rồi hai thì bốn thì em đều có hết quý con ha. Cái con này rất là đẹp nè. Đó. Nó lâu mới về được hai con đẹp như thế này. Còn mấy con hai thì em cũng có thôi con ha, hai thì bốn thì hiện về rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ được kiểm tra hàng, thì hiện tại của em là cửa hàng của em là đang ở Bến Tre, cửa hàng của em là đang ở Bến Tre ha. Quý bà con mình có chốt hai con này thì cứ liên hệ bên em nha. Và hai con này cực kỳ vip luôn, con cắt là khỏi chê luôn á, chỉ có 2.250.000 thôi, được bao ship tận nhà, được tặng đồ ha. À, đó là cái lưỡi cắt cỏ nè, cái lưỡi cắt cỏ hợp kim nè, đầu tháo boogie nè, boogie mới nè, rồi bát cước dây nè quý con ha. Rồi em sẽ quay với quý con xem cái những cái phụ tùng tặng nha. Đây là những cái phụ tùng để tặng mọi người. Đó, dây đeo rồi bát cước rồi đầy đủ ha. Rồi quý con mà mình không muốn lấy cái lưỡi này thì em sẽ đổi cho quý bà con cái lưỡi dài. Lưỡi dài này. Rồi, quý con mình có chốt hàng thì cứ liên hệ bên em nha. Rồi cảm ơn mọi người nhiều.